Có gì ngon mai dẫn em trai đi ăn phở, làm giấy tờ xong rồi đi ăn phở. Chào cả nhà đi. Chào mọi người. Bữa nay dẫn em trai đi làm giấy tờ hết nguyên một ngày luôn á. Đói quá trời đói. Bây giờ em trai nói để em trai đãi mình đi ăn phở. Hả? Bữa nay em trai đãi chị phở. Máy đi. Vừa ăn gì không? Không. Anh muốn ăn táo cháo hả? Ăn cháo hả? Anh không muốn ăn gì hết á. Anh muốn gì? Hơi bệnh rồi. Uống nước chanh cho nó hạ xuống. Dạ. Yeah. Bớt. Xin mời cả nhà nha. Bữa nay em trai mình dẫn mình đi ăn, nhưng mà em trai mình mắc cỡ không muốn lên mặt lên mạng. Phải không em mắc cỡ em không muốn lên mạng phải không hả? Muốn lên mạng không chị hả? Muốn lên mạng không chị đưa lên. Chị quay em lên mạng nha. Cái đó giống kiểu gì làm cho Thành ăn cái đó rồi đó. Thành ăn rồi mà. Ăn cái gì? Cá kìa. Còn cá đương? Không, nó lóc cá ra kìa. Nó trên đài. Sao em muốn lên mạng không? Không. Không hả? Nè. Dở quá vậy trời. Không thấy ngon gì trơn nhỉ? Em nói em muốn lên mạng đi tìm đi kiếm chị gì hay là gia đình gì của em mà. Nếu em không lên mạng sao em kiếm được? Hả? Em muốn kiếm ai? Bây giờ em nói đi người ta sẽ nghe tiếng em á. Là kiếm chị Dân. Ồ hay ồ. Nó nói em có kiếm chị người gì gia đình gì á. Ở bên Ohio tên gì? Tên gì? Chị Dung. Cũng tên Dung nữa hả? Mà cái người đó là ai? Biết là lâu rồi. Lâu là sao? Cái người đó là gia đình hay là gia đình hả? Và gia đình sao? Chị của em hay là ai? Chị ruột hả? Biết tên không? Biết. Họ gì? Hả? Ai chào mọi người, đây là Thạch Nguyễn, đây là Akali nè. Thạch từ qua đây giờ đã đang kiếm bà chị bên chị Dung á, chồng người Mỹ. Mà chị Dung mà họ gì? Nhiều người tin Dung lắm. Thạch biết mà, chỉ biết ở bên Ohio á, ở xứ lạnh á. Biết rồi. Nhưng mà họ gì? Họ Trần. Mà không biết ký tờ chỉ tên gì. Mà Trần có biết tên chị Dung thôi à. Chỉ có đứa thằng Dũng tên đứa thằng trai hai đứa. Tên là Dung Trần hả? Dung Trần á. Có chồng á. Có chồng Mỹ á. Mỹ trắng hay mà gì? Mỹ trắng á. Rất chặt luôn á. Dung Trần bả biến bả luôn á. Giờ Thành đang kiếm cái người đó đang chị Dung cho Thành cho cái sắp hơn cái người đó tên Khang Nguyễn. Ngon á. Tên gì? Khang Nguyễn. Ai tên Khang Nguyễn hả? Cái người đó người bảo lãnh đó. Ông bà già đó đó. Bảo lãnh em á hả? Không, chị Dung bảo lãnh Thành qua ở bên bên từ ở bên ô bên Bi từ ở bên Ohio qua đây là biết chỉ thôi, còn mấy người đó là Thạch biết
nghe chị Dung nói thôi, đặt nói gì chị Dung coi cho sếp anh cái gì thạch điện. Mà hồi xưa đi sao mà em được đi Mỹ? Thật không đi là bỏ rồi. Nhưng mà sao em đi diện gì? Con lai. Con lai hả? Rồi em có kiếm được bạn? Bây giờ Thạch đang kiếm đứa em của Thạch á. Chưa nó về đây ở với Thạch. Em ruột hả? Một cha khác mẹ. Giờ nếu không được thì để Thạch coi tính sống sao. Có một mẹ khác cha chứ là gì một cha khác mẹ. Đau răng hả? Đau răng hả? Đừng có ăn bên đó, em phải nhớ là em ăn bên kia. Nhâm nghe cái cục thịt rồi. Chạy chờ luôn. Ăn bé bên kia thôi, nó trào cái cằn. Cái nhạc mà bữa mà thật nghe mà bữa thật với chị Dung ngồi làm răng đó, cái hồi nghe mà thật im dịu ngủ ngon lành làm cho hết bất khống luôn. Nhạc đó siêu lắm á. Ở đâu, trong xe chị hả? Không, ở ngoài tiệm á. Thấy nghe nhạc đó, nhạc tên gì quên rồi, để hỏi mình. Ở chỗ văn phòng nha sĩ á hả? Ừ, hay lắm, chị nghe từ đầu từ cuối á. Thật ngủ mê luôn á. Ăn xong thì chị với em phải ngồi đó chờ điện thoại gọi lại á, bữa nay. Muốn làm gì ghê vậy? Nói 4 giờ nó người ta bỏ đi rồi sao cứ hẹn lại 4 giờ nữa, trời ơi. Ghê vậy trời. Không. Ủa ở Việt Nam rồi đó, em ở tỉnh nào? Phố Mai. Phố Mai? Phố Tỉ Lạc á. Ở đâu? Biên Hòa. Ở đâu? Biên Hòa. Biên Hòa hả? Chắc chị Dung phải đi thật tiếng quá. Mà chị biết chỗ. Mà không biết. Để họ nhớ đau lòng quá trời tức mình. Nhớ em chịu nghe lời chị Dung nói á. Cần hồi xưa hả? Mình nhớ chị Dung đó. Cái gì? Khổ quá. Hồi xưa em khổ hả? Làm gì khổ? Chưa đâu hả? Không cho đi học, không ở nhà nuôi em đó. Nhà nuôi heo hả? 8 con heo luôn á, chị chưa thấy đâu á. Ai bắt nuôi heo? Má hay là ai? Má nuôi, chưa con nuôi cho má. Cái đó em má... tiếng Anh. Cái đó má ruột hay là gì? Không biết nữa. Cái đó má ruột của Thành. Má ruột rồi. Má ruột hay là má nuôi? Má ruột của Thành chết lâu rồi. Bà nội chết lâu rồi. Rồi đau cái người quá đông. Rồi cái người nuôi Thành là ai? Má nuôi hả? Bỏ qua đây, có người tận qua đây là bỏ rồi. Qua có cali tết là bán 5 cây vàng. Ui. Tới cali bỏ em hả? Tới cali Ohio bỏ rồi.
Đói. Em bắt nó tiêu em rồi. Có nghĩa là em kể á, là hồi xưa em đi diễn diễn cái gì mồ côi à. Nó không phải diễn con lai à. Rồi cái gia đình đó mới nhận em làm con nuôi. Con nuôi bán 5 cây vàng á. Là giống như cái gia đình kia bán em cho gia đình đó 5 cây vàng. Người ta mua em trị giá 5 cây vàng rồi em làm con nuôi. Cho ăn học này kia nọ, ủa qua đây túng. Rồi đi qua tới Mỹ rồi bỏ em. Hả? Ê. Đau lòng quá, đau lòng tức mình. Bởi vì em nghe vậy không biết quý vị có cái chuyện đó hình như em nghe hình như cũng có thường á, là hồi xưa gần có người ta kiếm được á. Hồi xưa là giống như mấy người mà con online á. Rồi lúc mà có chương trình đi qua Mỹ á. Diện con lai á, nhiều gia đình giống như nhận vô làm con nuôi. Vậy cái qua tới Mỹ cái đá liền. Họ bán đá, bán tách bán. Ra chứ đá, đá bán cái gì. Em qua tới Mỹ em còn giá trị gì nữa mà bán. Làm như là một cha cất mà nó là như rằng là cho nên quen đi á. Thấy thật gì á cho nên cũng rất là tội. Tại vì làm gì làm mình cũng biết ơn người Mỹ. Giống như sau chiến tranh chịu nhận mình làm giống như khi bằng tiếng Việt là tiếng Mỹ là refugee mà tiếng Việt là tị nạn qua đây rồi lo cho mình rồi lo ăn lo chỗ ở này nọ thấy thật làm gì làm cũng 50% là con của người Mỹ cho nên thấy nhiều gia đình lợi dụng vậy rồi qua Mỹ rồi bỏ cũng rất là tội. Trời xưa lớp lớp thành lớp hồi khổ lắm chị Dương đây. Không có một áo xong mình luôn ở trần truồng luôn, nó quê bị ngã chắc quê quá. Nếu biết vậy thì nghe lời chị sao mỗi lần nhiều cái chị nói rồi la chị. Hả? Đánh cách này rất là hiểu lắm á. Người ta nói như con mèo mà ở trong mình như con chữ tử. Chị kêu em á là phải ở ngoài em nhìn giống như sư tử nhưng mà trong lòng em phải giống như con mèo. Bây giờ thầy nó đúng, thầy nó con nó hiền khô à, nó không sư tử con mèo mà ở ngoài giống như sư tử. Ủa ngon quá hả? Ui trời ơi quá. Bữa nay dẫn Thạch đi làm giấy tờ tại vì cúp tem. Cái phí tem của Thạch cúp để sao mà tới cúp. Cho nên tháng này Thạch không có tiền để đi mua đồ ăn. Cho nên sáng nay đi vô xin lại mà hết nguyên một ngày luôn á. Ngồi chờ này nọ rồi bây giờ ngồi phải 4 giờ lại chờ nó gọi lại 4 giờ nữa. Mệt quá. Nhưng mà cũng dễ thương lắm. Thấy thấy em đi hồi sáng giờ chưa ăn trước khi đi ra khỏi văn phòng. Rồi no ấm bụng rồi. Nói là ô Thạch nói là thôi để dẫn chị Dung đi ăn. Chị Dung đi ăn. Đau lòng quá thì thực đức vượt. Làm gì đau lòng? Hả? Ăn vô hả? Muốn lấy đi không? Lấy về nhà đặt cắt nhỏ nhỏ nhỏ. Nghe chị kể là thật muốn đứt được vượt luôn á. Kể cái gì mà muốn đứt vượt? Sốt vượt luôn á. Kể cái gì mà muốn sốt vượt? Mình đi lợi chô phở ăn để cho free chè chè khoai môn mà có cuốn rồi có nguyên bự mà còn có ngon rồi nhiều quá ăn ngán
ngon. Rồi cốt làm ăn ngon. Không có ngọt quá. Phần buông lươi nữa nhất trong kẹt kẹt ngon. Thôi em ăn đi. Đâu vậy? Hả? Ồ, quên. Của em cần. Chị Trang cũng giúp cho sạch dữ lắm á. Chị Trang nào? Chị Trang chị Quyên Kiến xe này nè. Hả? Chị nó cũng giúp cho sạch chị chùa lắm á. Đã rồi đúng không? Oh, can I get some water? Chị Trang nào? Trang tiệm kiến của Thạch á. Quen Thạch lâu rồi. Và có đứa con gái, năm đứa con gái, một trai. Cho con gái bả mừng, bả mừng lắm. Kiến Thạch lâu lắm á, con gái bả. Bả quen con Kiến là hài. Kiến nào? Để quay em trai anh. Ha, chào mọi người. Chào mọi người. Ăn ăn thở không? Mà sạch đút ra. Em mới làm găng mà em ăn cái đó được hả? Hả? Găng. Nhớ nhai nhai bên kia nghe, đừng có nhai bên chỗ làm găng á. Giờ hết răng rồi. Rồi mấy mấy nay có uống thuốc không? Uống thuốc chữa sinh á. Bác nhà sĩ nói là em phải uống cho hết á. Ai ngủ không á? Đau hả? Làm gì vậy? Cay hay là đau? Ồ cay. Làm gì ăn ớt cho dữ rồi kìa. Ngứa. Ăn ớt này cũng được. Ớt kia mới ăn được. À. Ăn từ từ, uống từ từ. Thật ra là em trai lớn hơn em 2 tuổi. Lớn không? Nhưng mà cũng kêu là em trai. Tại tính tình còn giống như là 18 tuổi vậy đó. Ê, anh gì em đẹp trai hả? Anh ý thì bằng anh á. Gì hả? Ồ, nhớ cho tùy kỹ rồi, nhớ trong lòng rồi. Nghe yeah. Sao mà đi với chị mà tối ngày cứ nhắc chị Thủy hoài vậy? Hả? Sao đi với chị mà nhắc chị Thủy hoài? Không có, mà đi lên nhà thương chụp hình mới được. Đau hả? Đau quá. Chị nào muốn đi? À, đồng hồ, chừng nào đi xuống bổ mấy kêu chị tới. Chị hàng nó cho ăn bánh, cái này kêu bánh gì? Bánh hồng tôm. Cho mỗi là ăn để hỏi bác sĩ thôi, mỗi mà mình ăn cho nó cắn thì bụng đau quá. Chắc em bị heartburn á. Hả? Chắc em bị heartburn á. Ăn nó không tiêu á. Ăn đồ nóng á. Uh-huh. Nhẹ thôi à. Chị Ngân đừng có ăn đồ nóng. Ngon á. Ngon. Ngon.
hên là đi lấy chia đồ với sữa về ăn á. Đi lấy nữa, đâu còn bình sữa còn nửa ga lông á, cái bảy uống ăn siro rồi, cái ăn đục cứng ăn nổi rồi. Em đi đâu lấy? À, bữa thằng đi lấy đi lấy siro có bà chị cho. Làm gì vậy? Như chảy máu hay gì? Hả? Ai lớp bá hoàng ngon quá, chị vô nó làm sao ngon á hả? Ờ dạ, bữa nay bé chấm gậy rồi, cần đi rồi, thế là cũng đi rồi. Thôi tôi nghiệp bà lớn tuổi rồi, em đừng có làm cho bà sợ. Ờ em khe à? Em khe cái gì, em nói chuyện nó nhỏ nhẹ lại. Ngon hết chị ơi, cũng làm ngon ngon. Làm gì làm suy cũng là dai má của em phải không? Không dám đâu. Bà muốn đi xe tới rước bà đi vô quan tài nằm luôn. Nói vậy là chết. Rồi sao anh Tommy nói á, nữa em muốn thiêu hay là chôn? Ai? Em á. Nét thật ra lên hỏi thầy dữ rồi. Tại vì nếu mà em muốn chôn thì anh Tommy nói để anh sắp xếp. Thật ước mơ quá, ước mơ. Thật ấy có ai bên cạnh Thật ấy đỡ mình á. Cứ Thật ổn mình cũng không được rồi chị Dung ơi. Bây giờ hả hay là nữa? Quá. Bây giờ Thành muốn kiếm người ở với Thạch hay là Thành muốn nói lời nữa? Thì con bác sĩ nó nói á, phải có Thạch hút có ai bên cạnh Thạch nói mừng á. Cứ Thạch ở mình cũng đơn cũng được đâu. Cái con gì trên trên gì á, ở trên gì? Em nói bây giờ á hả? Thành muốn đâu ngon mà. Bây giờ giống như em nói em ở mình buồn hả? Là em ngủ trước trên bao á. Em muốn kiếm người ở bên cạnh hả? Sao? Em muốn kiếm người ở bên cạnh hả? Ngủ quá à. Mà kiếm người ở bên cạnh em muốn là con gái hay con trai? Trời. Oh man. Hay chị hỏi thiệt mà. Em muốn nói thật, tôi lo quá lo. Em muốn kiếm để người. Để hỏi chị thủy nữa lên. Hỏi chị thủy lên. Ừ. Biết ký tên không? Okay. Đúng không? Đúng. Không, em ký tên dưới đây nè. Ồ, dưới này hả? Ờ, dưới. Ủa, đó trời, đó. Cái hình ảnh gạch bỏ. Ok. Rồi đưa đây chị viết cho em. Đưa chị viết đây. Cảm ơn em trai đãi chị nha. Cảm ơn em trai đãi chị. Bánh này ăn gì ngon không? Hả? Bánh này ăn cái gì ăn ngon không? Thì mới ăn cá phở. Cá tổ. Bánh này cá ca tổ không? Thôi chứ đâu biết làm đâu. Cá phở tổ ngon. Cuối tuần này đi mua đồ chị làm thịt kho trứng cho em. Hả? Em muốn ăn thịt kho trứng không? Thịt? Có rồi. Ai làm? Ai làm cho em ăn? Cẩm Hương. Cẩm Hương. Bữa nay thứ ba đóng cửa hết trơn rồi. Ờ đúng rồi ha. Dẫn em trời.
em trời. Đi giặt đồ. Chỉ cách đi giặt đồ. Lấy mấy cái áo rồi ra hết chưa? Oh man, như đây không đủ nữa. Không sao đâu. Muốn cởi cái áo con màu xám của em ra bỏ vô luôn. Cô bỏ mẹ. Cởi áo luôn đi. Bỏ vô luôn đi. Dạ. Con còn trong túi không? Luôn. Dạ. Yeah. Bỏ vô giặt luôn. Cho nó sạch, cho nó thơm. Ơ cái đó softener chứ đâu phải detergent đâu. Dạ. Dẫn em trai lại dạy em cách sấy đồ. Giặt đồ xong rồi sấy. Sấy cho nó khô. Đặng đồ nó không có hôi.